가족. Anh, em đi gặp bạn chút nha. Ừ, em đi đi. Ủa. Ê. Dạ. Ba sao rồi, bớt không? Tình hình tồi tệ hơn. Cái gì? Nếu mà ba không có chuyển biến gì, chắc mình phải đưa ba đi nhập viện á. Trời ơi, cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Tại em thấy sức khỏe yếu, chắc là ba không ăn uống gì. Chị. Hả? Chị nên ép ba ăn uống nha. Sao mà ép ba được đây chứ? Thì chị cố gắng ép đi. Với lại chị thấy mà ba không hạ sốt, nhớ gọi liền cho em nha. Bây giờ em phải đi làm rồi, chị cất đi giùm em nha. Ừ. Em đi nhanh rồi. À. Dạ. Cô ơi, xin phép cô cho tụi con đi siêu thị nha cô. Hai đứa biết đường không á? Dạ biết. Nè nghe cô dặn nè. Dạ. Siêu thị là nằm phía bên tay trái của đường lớn á, đi ra nhớ coi nha không? Dạ. À, dạ. Ngoài mấy món mà cô dặn con mua á, con nhớ mua thêm bánh cuốn. Hy vọng là đổi món bánh cuốn thì ông chịu ăn. Dạ, con biết rồi cô. Cất giùm cô đi. Dạ, con biết rồi cô. Chờ chị xíu nha. Dạ. Không biết 3 giờ sao nữa. Ông à, tôi bắt đầu đi rồi đó. Mấy người bạn của tôi cũng đang trên đường đến. Chắc là sẽ đến sớm. Ông cũng mau tới luôn nha. Tới mà. Tôi sẽ cố gắng. Ừ, lát gặp nhau nha. Ờ, vậy đi. Ba ơi, con. Ba tính đi đâu vậy? Ờ thì... Ba à, ba đang bệnh mà ba đi đâu vậy? Mẹ, con có hẹn con. Ba buồn làm ơn đi mà. Mẹ nói cho con đi mà. Đau cái tay kia kìa. Không có hẹn hò cái gì hết trơn á. Ba với cô Hiệu Pháp tính hẹn hò với nhau chứ gì? Hai người không gặp nhau một ngày một chết hả? Không, nhưng mà ba có hẹn con. Không có hẹn hò gì hết á. Ba leo lên giường nằm đi. Trời ơi, tôi có hẹn mà. Hẹn cái gì không biết nè. Có chuyện gì vậy em? Nè, anh á, bây giờ em đi ra ngoài, anh ở nhà anh canh chừng ba. Nhất định là không có được cho ba đi ra ngoài đường nghe chưa. Em về nhà mà thấy ba đi là anh biết tay em đó. Yên tâm, cứ để anh lo. Sao vẫn chưa tới? Mọi người đang chờ ông nè. Bà đang ở trong phòng mà em làm gì vậy? Ba làm gì có trong phòng? Hồi nãy giờ em kêu anh ở nhà coi chừng ba mà. Ba đâu rồi hả? Ba không có ở trong hả? Không có ba ở nhà. Hồi nãy giờ anh làm gì hả?
anh ngủ. Khoan, anh nhớ là hình như anh với ba có nhậu chung với nhau nữa. Anh nhớ hả? Chắc vậy quá. Cái kiểu này là ba đi gặp cô hiệu phó rồi chứ không gì hết á. Nè, anh lo gọi điện thoại rồi đó, ba về liền đi nha. Nhanh lên. Con đang làm gì vậy? Dạ, con chào cô. Con đang xay gạo làm bánh cuốn á cô. Mà cái máy này xài không có được. Trời ơi, cô kêu con mua bánh cuốn ở ngoài tiệm về á. Ai kêu con đi xay đi làm gì cho mất công vậy? Dạ, con xin lỗi cô. Tại con tưởng cô muốn con làm ở nhà chứ. Mà con xay cái máy đó khi nào mới xong? Cái máy nó hư rồi còn gì? Dạ. Nghe nè, anh đã tìm được chỗ ba và cậu gặp nhau. Anh sẽ tới đưa ba về liền. Em biết rồi. Cái máy xay nó hư là con lấy cái cối này ra xay tiếp đó hả? Dạ, tại con lỡ mua đồ về rồi nên con làm luôn á cô. Cô đã kêu đem đi mà, nhỏ này thiệt tình. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ngày mai mẹ phải phẫu thuật rồi đó. Tụi con thích ăn bánh cuốn mà. Mẹ làm chút thôi. Mẹ, tụi con thích ăn á thì tụi con mua về ăn cũng được mà. Ngày mai mẹ phải phẫu thuật rồi. Mẹ làm như vậy mệt lắm, mẹ đừng có làm nữa. Con, mẹ không có sao đâu. Có lẽ ở trong bệnh viện lâu quá rồi về nó khác trong người chút thôi. Mẹ thấy không có đau đớn chỗ nào hết á. Con hả? Hả? Sao rồi? Hả? Dạ phẫu thuật xong rồi, đang đưa mẹ đi phòng hồi sức. Phòng hồi sức là sao? Là mẹ tiến triển tốt đúng không? Vẫn chưa kết luận gì đâu, đợi sau khi mẹ tỉnh lại mình mới biết được. Cô ơi, cô trong đây nè. Dạ, con mời cô xuống ăn bánh cuốn. Cô biết rồi. Dạ.
vậy? Bộ con không ăn chung với cô hả? Dạ, cô cứ ăn trước đi, con ra ngoài dọn dẹp rồi lát con ăn sau cũng được. Alo, Sĩ hả? Mẹ sao rồi? Mẹ tỉnh chưa vậy? Sĩ, sao im lặng vậy? Mẹ điên rồi. Chú ơi, tới nhà hàng Non Lá rồi. Ô, khỏe quá. Uống double 2 liều thuốc, cảm thấy sung mãn vô cùng. Tính tiền, một tay tôi đỡ, một tay kia tôi nắp ao. Bưng, thằng nhỏ xịt xì dầu. Công nhận nha, ông nói chuyện vui ghê vậy. Trời, bữa nay mình vui quá. Bà là có phước lắm rồi đó nghe. Tôi ganh tị với bà lắm đó. Rồi, rồi, xin mời. Xin mời, xin mời, xin mời. Rồi, rồi. Mấy người già này ồn ào quá. Làm ơn nó nhỏ tí xíu đây. Thôi, thôi, mở qua đi mà. Kệ nó đi anh ơi, mấy đứa nhỏ đó vậy đó anh. Còn nhỏ sao hỗn loạn với người già vậy? Nè, rồi mà ăn đi. Chút xíu nữa cái bàn của ông trở thành cái bàn của tôi bây giờ. Thôi, thôi ông ơi, ông bỏ đi. Qua wow, xin lỗi. Mau xin lỗi hả? Qua xin lỗi. Mau. Trời ơi, không hay quá gì. Xin lỗi. Xin lỗi cô chú. Ôi, bà ơi, bà hay, hay quá, số 1, hay quá. Bà ơi, bà ơi, bà có sao không bác? Bà ơi. Ông có biết là tôi lo cho ông lắm không hả? Nếu như có bệnh thì phải nói là bệnh chứ. Làm tôi lo muốn chết đi nè. Đã nói là đến rồi, làm tôi chờ quá trời quá đất. Ông thiệt tình à, nghĩ đến chuyện ông giấu tôi á, tôi tức điên lên đi nè.
cho tôi xin lỗi nghe. Giờ tôi khỏe re à, bà đừng có lo nha. Có nhiều thứ lớn trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.